Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn có làm một video cho một bác khách ở tỉnh huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Một bộ combo full 40 dùng lắp ráp loa kẹo kéo. Và combo này thì em đã bán rất là nhiều cho các bác khách ở trong miền Nam. Rất nhiều combo loại hàng giá rẻ. Ví dụ combo giá rẻ của em chỉ rơi vào tầm 2,8 triệu cho đến 3 triệu một bộ combo. Và combo này thì nó là hàng đẹp các bác nhé, nó là hàng đẹp. Thủ bát này em đang giao cho các bác, rất là nhiều bác làm sự kiện thì các bác đều phản ánh chất lượng rất tốt. Và mã hàng này em duy trì cửa hàng rất là nhiều năm rồi, nó cho cái tiếng ra rất hay. Củ bát 40 từ 190 côn 76, củ tép 450 của RCF. Và phân tần của nó là phân tần mạch FEA, vì mình sử dụng tép 450 và bát 40 chỉ từ 190 nên sử dụng phân tần này. Và sử dụng một đôi phễu của nó là phễu vuông 18-18. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu củ bát này rất hay và không nói mồm nữa. Và bây giờ đi vào giới thiệu để cho anh em xem cặp củ bát này. Củ bát nha, cái màng giấy của nó đằng sau này, anh em nhìn này, màng giấy cái độ sần của nó rất là nhiều. Đấy, cái độ dần và cái độ khôn của màng. Sơn của nó là 8 sơn các bác nhé, chạm nhún của nó bằng đồng. Củ bát này em ráp rất là nhiều loa 715 rồi, đánh tiếng rất êm. Và các bác làm sự kiện đều khen luôn. Đít của nó màu thép trắng các bác, đít của nó màu thép trắng. Ôi chà, các bác nhìn này, cả trên cả dưới của em nó đều dày, kẹp lỗ và kẹp tê đều dày. Bích thép màu thép trắng, nhìn bát rất xịn. Con này là nhịn màu, nó nằm màu cảnh dán và màng nó, độ sần của nó rất cao, màng sần rất nhiều, màng có cả kết hợp sợi bông thủy tinh. Côn 76 từ 190, bát nhìn rất là xịn. Và gân của nó là 3 gân màng đen, gân 3 gân. Đặc điểm của dòng này của em là gân của nó là màu xanh rêu các bác nhá, gân màu xanh rêu 3 gân. Từ 190 bát 40. Xương 8 xương. Màng nó nhìn rất là khôn và đẹp và dày dặn. Đây là cặp bát này. Và cặp tép LD 253 RCF từ 120 côn 14. Mình giáp loa kẹo kéo, mình chỉ cần đánh tép 450 thôi là ổn định rồi. Cốc nhôm các bác nhé, tiếng con này ra rất hay. Và tép này nó rất là xịn, nhìn giống như các cái dòng tép nội địa của Trung Quốc. Và em lên cho bác ý là một bộ phân tần có mã là F2A. Bộ phân tần em cung cấp cũng rất là lâu năm ở tại cửa hàng rồi. Bộ phân tần này có cả mạch chống cháy tép. Mạch phân tần này thì em làm đầu tiên ở trên thị trường luôn. Hầu như bây giờ nhiều cửa hàng rất hay ráp loa mạch FEA này, vì anh em cũng thấy nó chất lượng. Em sử dụng một đôi phễu vuông 18-18. Anh em nhị để ý nhá, các cái dòng loa kẹo kéo thì họ hay, người ta hay nắp phễu vuông, thì em cũng nên cho bác ý phễu vuông thì bác ý dứt vào một bộ loa kẹo kéo. Đầu tiên em nên cho bác ý một đôi phễu là 20-20. Nhưng cái củ thép này em nên cho bác ý nó bắt ốc, thì nên là em nên cho bác ý củ phễu 18-18 này. Vuông phủ bì ngoài là 18-18 các bác nhé. Đấy, để anh em về anh em liệu đường khoét lỗ. Đây là bộ combo đóng loa kẹo kéo là 40 các bác nhé. Rất, nhà em bán linh kiện rồi, rất nhiều các bác ở ngoài Bắc mình cũng nhiều anh em cũng đang tự đóng loa kẹo kéo để chơi. Và anh em có nhu cầu đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho em. Đến chính Tùng Nguyễn đây, Tùng Nguyễn cũng đang ước ao một đôi loa kẹo kéo để thỉnh thoảng mang đi chơi hát hò cho nó vui. Đấy, nhưng mà chưa có thời gian để dựng một đôi loa kẹo kéo để tự mình chơi. Nhiều khi mà ví dụ có muốn dựng loa kẹo kéo thì cũng chỉ nhà em bán linh kiện rồi thì em cũng chỉ cần đặt vỏ thùng rồi dựng lên thôi. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Anh em có nhu cầu đến sản phẩm bát 40 chuyên đánh sân khấu và đánh gia đình mà hàng chất lượng thì có thể liên hệ cho em. Và test bát phân tần này anh em có thể liên hệ để lấy rời từng sản phẩm. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.